Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với Trinh Camping Family. Video hôm nay thì mình sẽ không có đi cắm trại nữa, tại vì mình đang có em bé đó mọi người, nên thành ra là mình sẽ tạm gác lại cái việc đi cắm trại của mình. Thì mình sẽ chuyển qua, mình sẽ đi những cái nơi địa điểm đẹp, mình giới thiệu cho mọi người, để mà những bạn mà ở Việt Nam muốn qua Hàn Quốc đi du lịch mà không biết đi đâu thì có thể tham khảo, hoặc là những bạn ở Hàn Quốc có thể tham khảo để mà mình đi chơi với gia đình của mình nha. Thì hôm nay á, thì mình sẽ đi đến một cái nơi. Cái nơi này người ta xây chủ yếu là dành riêng cho con nít. Nó có tên gọi là Kingdom Kid Resort. Thì chỗ này á, là chủ yếu là giống như gia đình có con nhỏ. Thì hiện tại là đang dịch bệnh, mình không có thể nào đi những cái khu vui chơi quá đông người, thì mình có thể chọn cái địa điểm này để mà mình dẫn con mình đi chơi. Tại vì á, hả, các bạn cũng biết là ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ là cái số mà người mà bị lây nhiễm về cái bệnh Covid á, thì nó rất là cao, nên thành ra là hầu như là không có đi đâu chơi được hết trơn á. Thì những cái chỗ này á, là những cái chỗ mà hút khách. Nói chung là cái giá tiền á, thì nó cũng sẽ hơi cao so với những cái chỗ mà pension bình thường. Nhưng mà khi mà các bạn đi rồi, các bạn trải nghiệm rồi, các bạn có thể thấy là cái giá tiền của mình nó bỏ ra nó sẽ đáng đồng tiền. Thì bây giờ là mình tới nơi rồi, mình sẽ quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Tối nay ông mang cách chi ha? Đơn à, cách chi khá. Wow. 아니야, 아무것도 아니야. 아빠
Chùa? Tôi đi chùa. Đi, 가야 돼요? 시아라. 안녕 네. 그냥 안녕. 저기 안녕. 2층이 자는 데고요. 1층이 놀고 있는 데. 원래 계단이야, 계단. 놀았어요? 네. 계단도 잘하네. 우와. 가자. 김 먹고. 나 가방 먹고. 너희 집 안 여기 있네. 내 집 안 이건 내 집. 어. 알았어. 잘 좀 봐 보세요, 이거. 이건 중반이. 이건 이거 중반. 가요. 우와, 돈이. 우와. 엄마 열쇠 꽂아야 되나? 어, 열쇠 꽂아야 돼. 전화 아빠 여기 있는데?
đi vô trong trạm là khóc. Nếu bạn ăn cho thật có thương được rồi. Đây là tầng 1 nè mọi người. Thì tầng 1 là sẽ có một cái toilet. Cái toilet dưới này thì có thêm cái máy này gọi là sấy thôi chứ không có giặt được nha, giống như kiểu như vắt nước thôi á. Thì trong toilet nó có luôn cái bánh răng cho người lớn, cái bánh răng cho em bé và nước rửa tay. Còn cái này là chỗ mình tắm. Chỗ mình tắm thì có luôn dầu gội, dầu xả, sữa tắm cho em bé. Thì ở đây cũng có khăn cho mọi người sử dụng và cái bệ cho em bé đi toilet. Toilet rất là sạch sẽ nha mọi người. Thì ở trong cái phòng mà mình thuê á là nó có hai tầng. Thì tầng 1 á là có cái cầu tuột cho em bé, đồ chơi nè cho em bé. Rồi cái này là phòng tắm nè, cái hồ bơi đó mọi người. Cái này là mình lóc lại để tránh em bé tự chạy vô gây nguy hiểm á. Mình sẽ mở. Thì đây là cái hồ bơi. Hồ bơi này thì nó không có sâu. Cỡ con mình tầm 4 tuổi thì đứng ngang ngực, không có sâu. Nước vẫn còn ấm nha mọi người. Nước không có bị lạnh nha. Mà cái này là mình tắm hôm qua rồi đó. Hôm nay mình quay kỹ cho mọi người xem đó. Có luôn cái phao bơi nè. Một cái phao và một cái phao này đó, hai cái. Nước còn rất là ấm luôn. Thì mình ra rồi mình sẽ khóa cái này lại để tránh con nít nó chạy vô nó nguy hiểm á. Rồi có đồ chơi cho em bé nè. Thì mọi người mà có con nít á mà không biết đi đâu chơi có thể đến đây. Và đây là phòng ăn. Phòng ăn rất là sạch sẽ và rộng lớn. Có ghế ngồi cho em bé, có tủ lạnh, có máy lọc nước, nồi cơm điện, mình đem gạo theo để mình nấu cơm mình ăn. Ấm nước thì ấm nước này là nó có nhiệt độ luôn. Thí dụ mình có em bé pha sữa thì mình sẽ để là nhiệt độ 40 độ. Trong suốt cái quá trình đó thì nó sẽ giữ ấm là 40 độ để mình khi mà mình muốn pha sữa cho em bé thì mình có nước mình pha sữa cho em bé uống. Chén bát, nồi niêu, nói chung là đủ hết và rất là sạch sẽ. Và có luôn cái máy tiệt trùng nha mọi người. Máy tiệt trùng để tiệt trùng và bình sữa đồ đó cho em bé đó, microwave. Cái này là cái hành lang nhỏ nhỏ phía ngoài. Trời hôm nay nó cũng còn hơi lạnh á. Và cái bàn ăn này á, là có luôn cái vỉ nướng. Cái vỉ nướng để mà mình nướng thịt, nướng thịt nướng đồ á thì mình sẽ nướng ở đây. Nó không có bị khói nhiều nha mọi người, là tại vì ở trên trần á là người ta lắp cái hệ thống máy lọc gió á, nên khi mà mình nướng nó không có bị khói. Nó vẫn có bị ám vô người nhưng mà không có đáng kể, không có nhiều. Nên mình thấy rất là ok luôn á. Ở đây có thêm cái nệm gối với lại mền. Rồi đồ chơi cho em bé. Ở đây thì có máy hút bụi.
để mà thí dụ mình muốn sử dụng thì mình dùng nè. Có móc treo đồ luôn. Đây. Mấy đứa con nít nó chơi nó quăng tùm lum hết rồi mọi người. cái nệm này á, là mình nghĩ chắc mà đi đông thì là đông á, mới ngủ ở đây thôi, chứ thật ra là mình đi hai vợ chồng anh chị chồng, hai vợ chồng của mình với lại mẹ của mẹ chồng đó, thì mẹ chồng với con của mình là ngủ một phòng, hai vợ chồng mình ngủ một phòng, anh chị chồng với hai đứa con của anh chị chồng là ngủ một phòng, là ba phòng ở trên lầu. Ở dưới này đâu ai ngủ đâu, thí dụ có đi thêm người là cho ngủ ở đây được nè. Hoặc là mấy đứa nít nó chơi mà mình muốn nằm nghỉ ngơi đó, thì mình sẽ nằm ở đây. Sạch sẽ lắm mọi người, rất là sạch luôn á. Và ở sàn đều có lót cái miếng này á, để mà con nít nó đi nó chơi á, không có bị té. Rồi mình sẽ quay ở tầng 2 cho mọi người xem nha. À, mọi người thấy là ở đây á là có luôn cái đồ chặn như vậy. Đồ chặn này thì chạy chỉ chặn được mấy đứa mà biết bò thôi, chứ thật ra mấy đứa biết đi nó kéo cái một hà. Cái cầu thang thì họ thiết kế là có đèn nè, mọi người thấy đẹp không? Ở đây người ta rất là kỹ nha. Cái phần gỗ á, sợi trơn á, người ta sẽ dán thêm một cái miếng nhám như vậy nè, để mà mình bước lên bước xuống nó không có bị trơn trượt á. Nó rất là tinh tế nha. Đó, trên này thì có luôn cái có thêm một cái đồ chơi cho con nít nè. Đó. Tôi mua thì phòng nó cũng như nhau thôi, một phòng thì nó có sẽ có hai cái giường, bốn cái gối như vậy, để mà thí dụ hai vợ chồng hai đứa con ngủ chung với nhau nó cũng rất là thoải mái, nệm rất là êm nha. Thì cái phòng lớn này sẽ có thêm một cái toilet nữa, thì mỗi cái toilet đều có trang bị sẵn là khăn tắm, dầu gội đầu, sữa tắm đồ này nọ, với lại kem đánh răng. Khi mà mình đi cái chỗ này á, là mình sẽ check out vào lúc 11 giờ. Thì hôm nay mình check out sớm là khoảng 10 giờ. Thì họ sẽ nói chung là sẽ thumb back money, nhưng mà không phải là gọi là đưa cái tiền cho mình, mà là mình sẽ lấy cái nước uống nè các bạn. Thì mình lấy 6 ly nước uống thì mình sẽ bù thêm 6.000 won nữa. Đó, ở đây là mình có 2 ly, tại 4 ly kia là uống rồi. Đó.